Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gemini Channel. Chắc hẳn bộ phim Aladdin và Cái Đèn Thần chính là bộ phim tuổi thơ của tất cả chúng ta phải không ạ? Và mình tin đã là fan đùa thì chúng ta không thể nào quên được vẻ đẹp huyền bí của công chúa Jasmine phải không nè? Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau tạo nên kiểu tóc tuyệt đẹp của công chúa Jasmine nhé. Nào, còn chơi gì nữa? Let's go! Để tạo được kiểu tóc cho công chúa Jasmine, mọi người sẽ bắt đầu bằng việc là chúng ta sẽ vẽ khung đầu, chúng mình sẽ vẽ dáng tóc mà các bạn mong muốn có trước. Chúng ta sẽ xác định khung đầu bằng cách là chúng ta xác định vị trí của băng đô nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy đầu được chia làm hai phần rất là rõ rệt phải không nè? Một phần tóc mái trước và một phần tóc buộc ở phía sau. Vì đây là tóc hai mái nên chúng mình sẽ chia tóc mái thành hai phần, bên phải sẽ lớn hơn so với phần bên trái nhé. Đối với phần tóc mái phải thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ chia thành 3 phần bằng nhau. Phần tóc sau thì các bạn sẽ chia ra thành 2 phần bằng nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là sử dụng mũi theo free stick để lấp đầy khung đầu trước khi chúng ta sẽ tạo tóc nhé. Mình sẽ đưa kim từ dưới lên và sau đó sẽ đưa kim xuống. Sau đó mình sẽ thực hiện lại thêm một lần nữa tại điểm ở dưới. Đối với mũi theo free stick này thì các bạn chỉ cần lấp đầy các chỗ trống là chúng ta đã làm đúng kỹ thuật của mũi theo này rồi đấy ạ. Các bạn tự tin chưa nè? Ở đây thì mình sẽ xài chỉ theo màu số 310, kim theo số 8. Link mình mua chỉ theo thì mình sẽ để ở dưới description box cho mọi người nhé. Tóc mái bên phải thì mọi người chỉ cần theo từ ngôi cho đến 1/3 phần tóc đầu tiên. Phần tóc mái bên trái thì các bạn theo ôm theo phần khuôn mặt chính mình nha. Phần tóc sau thì các bạn theo ngược ra phía sau hết một nửa đầu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo tóc. Trong video lần này mình sẽ sử dụng hai cách để tạo ra tóc. Cách thứ nhất đó là sử dụng mũi theo Turkey Red Stick như trong các video lần trước. Link của các video mình sẽ để trong phần description box cho mọi người nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm mũi Turkey Red Stick trước khi chúng ta sẽ sang với cách làm tóc thứ hai nhé. Chúng mình sẽ bắt đầu với cọng tóc đầu tiên nha. Các bạn sẽ đâm mũi kim xuống và chừa ra một đoạn tóc đủ dài. Ở đây thì mình lấy khoảng 2 cm. Sau đó thì chúng ta sẽ khóa cọng tóc này lại bằng cách là chúng ta đưa mũi kim lên bên trái ngay bên cạnh cọng số 1 và khóa sang ngang. Rất đơn giản phải không nè? À, khi chúng ta thực hiện thao tác khóa này, chúng ta nhớ là chúng ta sẽ giữ tay ở cọng tóc để cho cọng tóc không bị xê dịch làm thay đổi độ dài của tóc nha. Chúng mình sẽ bắt đầu cọng tóc thứ hai bằng cách là chúng ta sẽ đưa mũi kim lên ngay điểm bắt đầu của cọng số 1 và kéo chỉ lên. Sau đó thì mình sẽ tạo ra một vòng lặp ở đây. Chúng ta sẽ đâm kim sang bên phải. Và lưu ý là chúng ta phải cắt ra một đoạn khoảng 1 mm so với mũi khóa đầu tiên. Chúng ta không kéo chỉ vào hết hoàn toàn mà chúng ta sẽ chừa lại một đoạn khoảng 2 cm đúng bằng sợi đầu tiên chúng ta đã làm nhé. Chúng ta sẽ thực hiện mũi khóa bằng cách là chúng ta sẽ đưa kim lên bên trái ngay điểm khóa bên phải của cọng số 1 và sau đó thì chúng ta sẽ khóa sang ngang ngay trước chân phải của vòng lặp nha. Những mũi ngang nhỏ này sẽ khóa các vòng lặp lại để cho nó giữ đúng vị trí. Thế là chúng mình đã có cọng số 2 rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ lặp đi lặp lại, đưa kim lên, bắt đầu điểm cọng số 2, đưa kim xuống cách một đoạn khoảng 1 mm, giữ tay, đưa kim sang trái và khóa lại sang bên phải. Như vậy là các bạn thấy là chúng ta đã có hai em tay thỏ rất là xinh xắn được phải không nha. Phần mái phải chúng ta sẽ sử dụng mũi theo Turkey Red Stick dọc từ 2/3 cho đến hết phần mái chúng ta đã xác định từ trước nha. Các bạn theo khoảng 2-3 lượt, vì nếu như chúng ta theo hết phần tóc này thì khi chúng ta quấn tóc lên thì tóc sẽ rất là dài và mình thì không muốn công chúa Jasmine của chúng ta có hai ổ tóc to, uốn lụa hai bên mặt nhìn như kiểu mưa vai mưa phải không nè.
Còn tóc sau thì các bạn thêu hết nửa đầu còn lại, các bạn thêu tóc dài hết cả khung đã xác định từ trước. Chúng ta sẽ cắt các vòng lặp. Và dùng lực để chạy thẳng các cọng tóc ra, cũng là cách để chúng ta có sự xác định các vòng lặp chưa được cắt ra đó. Bây giờ thì chúng ta đã có cơ bản tóc rồi phải không nào? Nhưng thật ra thì nhìn nó khá là thiếu tự nhiên giữa phần tóc mái theo free stick và phần tóc theo turkey wave stick phải không nào? Một bên thì chúng ta nhìn nó rất là phẳng, còn một bên còn lại thì nó phồng to lên. Nên bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cách làm tóc thứ hai để khiến tóc trông tự nhiên hơn nè. Đó là mình sẽ đính từng cọng tóc lên nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ thắt nút chỉ lại. Sau đó thì các bạn đâm kim từ dưới đâm lên, xác định độ dài chỉ. Và sau đó thì chúng ta cắt. Như thế là chúng ta đã có cọng tóc đầu tiên rồi. Lại một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ thắt nút chỉ lại, đâm kim từ dưới đâm lên, xác định độ dài của chỉ và cắt. Quá dễ phải không nè. Bây giờ mình sẽ đính tóc. Các bạn đính tóc thì các bạn sẽ theo xen kẽ và phần theo free stick. Các bạn không cần phải đính quá nhiều đâu ạ. Các bạn chỉ đính khoảng từ 5 đến 6 cọng ở những vị trí khác nhau bất kỳ, để nhìn cho tóc thật là tự nhiên là được rồi. Chúng ta sẽ đến với phần tạo kiểu tóc nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm phần tóc mái trước. Các bạn sẽ xoắn đoạn tóc mái dọc theo phần tai. Và chúng ta sẽ dùng chỉ cùng màu cố định lại. Đối với phần tóc sau, mình dùng chỉ xăm màu ngọc bích, màu số 3, 8, 4, 9. Chúng ta sẽ chụm cả phần tóc mái và phần tóc sau lại với nhau. Để cố định phần tóc này lại, các bạn dùng chỉ khâu. Và các bạn chỉ cần khâu qua lại và nhớ là đối với phần này thì chúng ta sẽ kéo chỉ chặt tay một chút nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần làm bong bóng tóc. Các bạn cắt ra một đoạn từ phần chỉ xanh đến phần tóc đuôi một đoạn khoảng 2cm. Mình sẽ dùng chỉ thêu màu xanh buộc xung quanh tóc và sẽ cố định phần tóc này lại. Nếu các bạn muốn tóc đính vào vải thì các bạn cũng có thể làm như cách vừa rồi, là tụi mình sẽ khâu cố định qua lại với nhau cũng được. Sau đó thì mọi người sẽ kéo tóc thật nhẹ nhàng để cho tóc phồng lên, tạo hiệu ứng bong bóng nhé. Các bạn kéo vừa phải, đừng dùng quá nhiều lực để kéo lên, không thôi tóc nó sẽ bị bung ra đấy. Thế là chúng ta đã có một em lồng đèn Hội An siêu xinh xắn rồi phải không nè. Đối với bong bóng tóc thứ hai thì các bạn cũng làm tương tự. Chúng ta cũng cắt ra một đoạn khoảng 2cm. Sau đó chúng ta sẽ dùng chỉ xanh buộc lại, kéo tóc ra để cho tóc phồng lên một cách tự nhiên. Thế là chúng ta đã hoàn thành phần tóc vào phía sau rồi đấy ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm băng đô cài tóc để trang trí cho phần tóc này thêm phần xinh xắn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng chỉ thêu màu xanh ngọc bích. Các bạn sử dụng kỹ thuật của mũi khâu free stick và thêu vào vị trí của băng đô mà chúng ta đã xác định từ trước rồi đó. Mình đã chuẩn bị một viên ngọc màu xanh siêu xịn sò như thế này để đính lên trên phần băng đô rồi nè. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ đính ngay giữa phần tóc hai mái này nhé. Và đây chính là công chúa Jasmine đã làm say đắm lòng chàng Aladdin và cũng như say đắm lòng bao thế hệ đam mê những câu chuyện nghìn lễ một đêm. Nếu như các bạn muốn mình thực hiện kiểu tóc của nàng công chúa Disney nào nữa thì các bạn đừng quên comment ở bên dưới hoặc nhắn tin vào Instagram và Facebook của mình nhé. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình và bấm chuông để nhận được thông báo về video mới nhất nha. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye!